À, xin chào anh em. Hôm nay mình làm một cái hom lươn rất là đẹp luôn. Hom lươn 110 đây các bạn ơi. Kích cỡ 110. Lươn được khoảng 5 kg các bạn nhé. 5 kg vào thoải mái luôn. Các bạn thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn các bạn. Này, cái tay của mình này. Lọt luôn này. Thấy không? Đấy. Lươn 5 kg nhá. Bảo đảm chắc chắn là lươn 5 kg luôn. Đấy. Rất là đẹp. Này, các bạn thấy cái nòng của nó không? Đoàn kỹ thuật thì làm cái này thì đơn giản đâu mà. Này, nòng của nó này. Quá đẹp luôn. Đều tắp tắp luôn. Rất là đẹp. Đường viền của nó này. Thấy không? Đây. Bảo đảm nó lươn nha. Lươn cổ, lươn gan, lươn rằng là mấy chục năm cũng vào được nha các bạn. Đây gọi là hom khủng các bạn. Hom khủng có 102 ở Việt Nam ấy. Đấy. Cho các bạn xem đẹp mê thiên luôn.